chiều những giấy cờ giấy tờ đi liên quan giấy tờ cơ quan pháp luật là chạy cái kia xong để chạy một cái quan tài hình nhân thấy mạng thì chào ăn chào lộc để mở cung lộc tài đi thì mở trả kho vàng kho bạc cho là thế là đỡ một tí nhá thì năm nay là hạn như thế thì chào lộc chào tài chào ăn chào phúc đấy là 33 tuổi kia tròn 6 tuổi là giả học trò sách vở bút mực để giả đa điệu ỏm đa thế này. Gọi lên ngày mai nhỉ? Hả? Không, gọi lên về. Mai nhá. Mai. Hay à, hôm nay nó
xe lên để làm ban đêm được. Xe lên là đi mua đồ kịp không? Được kịp, gọi đi. Về hai tỷ rưỡi thôi mà. Trong này thì mình đi mua đồ hôm nay chực chữ hay làm luôn đi. Nhưng mà mua đồ nhưng mà nó phải lấy tiền về đây à? Bây giờ thầy giả cho tiền trước. Đi về trước về. Ờ thầy lấy đi, thầy lấy tiền đi mua đồ trước đi, làm sườn sắm đồ lên. Thế là bao nhiêu tiền? Hả? Lấy bao nhiêu? Được kịp không? Tối nay sợ không kịp vì là còn đi đón con nên nếu mà về thì cũng 9-10 giờ. Mình đến đây 9-10 giờ rồi. Bây giờ làm ban đêm được. Thế là đằng nào thì mẹ cũng còn phải đi sắm đồ đấy. Tối hăng làm. Thế là mai. Tối nay làm. Ừ, tối nay làm đi, hôm nay chực chữ ấy làm mới tốt. Con là về luôn, về đường cao tốc chỉ hết 2 tiếng rưỡi thôi mà. Nhá. Mình ngày đẹp thì làm cho con như thế, còn những ngày khác là không có ngày gì. Làm trực trừ nữa. Bây giờ nó về đường cao tốc về 2 tiếng rưỡi nè. Không biết thằng con nó có về được không? Sao này? Nó đi làm cho nó về. Thằng chồng nó về. Nó ừ rồi. Hả? Nó ừ thôi. Thằng chồng nó về là nó về xe riêng là được. Về xe riêng, nó có xe không? Nó có xe. Nó có xe thì về xe riêng luôn. Chào con nhé, ông Thắng ơi. Thế tí nữa là, tí nữa đằng nào cũng phải đi lên Lạng Sơn thành phố với sắm đồ về tầm mấy kịp về. Về bây giờ về lên, bây giờ về ngay cũng chưa thì mẹ còn đi thăm nó vào ban đêm nhá. Tối đi đêm làm đi. Thế thì đi về chuẩn bị đi. Thì đi lấy cái gì không được? Thế bắn tiền vào tài khoản của Tuân. Bắn tiền vào tài khoản. Hay là chị có tiền để cho đi? Lấy tiền này. Không có. Bây giờ không có đi. Không đi về lại tiền. Con tối đây có tiền đâu? À thế thì em ra tiền trước. Ừ, em cứ ra tiền trước đi. Sẽ thiệt nhỉ. Đi bộ à? Đi bộ về.
cứ về nhà đi. Đi về đấy con, không cần đón đâu, chờ đâu. Chị về nữa nhá. À, chị về. Chúc mừng cha Thiên Lý. Linh Tư
chị cho thuốc kia về cũng không hỏi em mà bao nhiêu thuốc ở đâu. Hôm qua lại đi mua thuốc ban đêm. Đi lấy cái mũ kia về một vào ý. Nhâm nhâm. Ngỡ phải không? Nóng à? Nóng lắm, cái nhiệt lắm giờ nóng lắm. Bà còn lạnh. Bà còn lạnh. Bà phải đi đi cho con. Đi ăn cơm, đi ăn cơm đi. Bà đèo bà đi Lạng Sơn còn được không? Không được để bà chú sáng. Đỡ bà đi Lạng Sơn đến mua sắm đồ về. Làm lễ cho khách. Đúng đúng mà. Ừ. Ui ui ui, con chuột này nhỉ? Ôi, đau chưa? Ôi. Đó đâu? Sao lại không xem? Đồ. Cái ghế này chuột chắc phải xem mới được đấy. Thôi thì nó khắc khỏi. Cái vào xương ấy. Đau không? Còn đau nữa không? Không, bà đi xem. Đi phải xem này, ô cục ở đây rồi. Bà đi lấy cái thuốc về xa cho nhá. Không. Ừ, thích khỏi rồi thì thôi nhá. Nhớ giao vật linh về xa nhỉ. Lần sau phải xem cái đường này trượt xuống đấy. Làm được cơm ăn cơm.